Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Môi trường và Tài nguyên. Thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị một năm mới nhiều niềm vui, an khang và thịnh vượng. Và như thường lệ thì xin mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức môi trường, tài nguyên đáng chú ý có trong phần mở đầu của chương trình hôm nay. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ chủ trì, phối hợp, tổng hợp xây dựng dự thảo nghị định về quản lý khoáng sản các khu vực dự trữ quốc gia để phát triển các dự án đầu tư trên mặt, thực hiện nghị quyết số 70 NQCP ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ. Trên cơ sở nghiên cứu các ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và các bộ ngành địa phương liên quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, bổ sung, hoàn thành dự thảo nghị định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành. Theo đó, nội dung dự thảo nghị định đã thể chế hóa 5 chính sách được Chính phủ chủ trương, bao gồm 1. Xác lập cơ sở pháp lý để đầu tư các dự án phát triển trên mặt ở khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia phải phù hợp với quy định của pháp luật về khoáng sản, đầu tư, đất đai và pháp luật khác có liên quan. 2. Thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia phải đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng khoáng sản trong từng thời kỳ, đồng thời để phát triển các dự án trên mặt nhằm phát huy hiệu quả tối đa các nguồn lực tài nguyên phát triển kinh tế xã hội. 3. Việc điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia về thời gian, diện tích dự trữ phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư đang triển khai dự án phát triển trên mặt. 4. Triển khai các dự án phát triển trên mặt phải đáp ứng yêu cầu, quy định trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác ở khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia có liên quan. 5. Quản lý nhà nước đối với các dự án phát triển trên mặt, quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong diện tích khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia là trách nhiệm của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa cấp quyết định chủ trương đầu tư nhà máy điện gió cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư VNM Singapore. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk cấp quyết định chủ trương đầu tư xây dựng hai nhà máy điện gió tổng công suất 70 MW, vốn đầu tư hơn 2.210 tỷ đồng cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư VNM. Nhà máy điện gió Beta đầu tư tại các phường Đạt Hiếu, An Bình, Đoàn Kết, Thống Nhất, Bình Tân và xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, xã Ea Ngai, huyện Krông Búc và xã Ea Tun, huyện Cư Mờ Nga. Diện tích 10,9 ha, công suất 50 MW, tổng mức đầu tư 1.560 tỷ đồng. Còn nhà máy điện Alpha VNM được đầu tư tại xã Ea Son, Delia Yang và Ea Hiao, huyện Ea Hờ Leo, diện tích gần 6,5 ha, công suất 20 MW, tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện hai dự án này là 24 tháng kể từ thời điểm cấp quyết định chủ trương đầu tư, thời gian hoạt động 50 năm, được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính sách của thông tin, số liệu, nội dung tại hồ sơ đề xuất dự án, hoàn tất thủ tục về bảo vệ môi trường, đất đai cũng như các thủ tục liên quan trước khi thực hiện dự án và triển khai dự án đúng quy định tiến độ được phê duyệt. Trước đó cuối năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk đã công bố danh mục 4 dự án điện gió nghìn tỷ trên địa bàn để kêu gọi đầu tư. Đầu tháng 2 vừa qua, các nhà khoa học của Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành giám sát hiện trường FIMO, Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố báo cáo chất lượng không khí tiếp cận đa nguồn trong giám sát bụi PM2.5. Sử dụng ảnh vệ tinh kết hợp mạng lưới quan trắc mặt đất, các nhà khoa học đã cung cấp hiện trạng chất lượng không khí trên toàn quốc năm 2019. Kết quả sơ bộ cho thấy 18 trên 63 tỉnh thành phố trên cả nước có nồng độ bụi PM2.5 vượt quy chuẩn Việt Nam 05/2013. Trong đó, 14 trên 18 địa phương thuộc miền Bắc, hai địa phương thuộc miền Trung bao gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, hai địa phương thuộc miền Nam là Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Trong số 18 tỉnh thành phố nói trên, các địa phương ở đồng bằng sông Hồng ô nhiễm nhất do tập trung đông dân cư, nhiều khu vực công nghiệp, nhà máy sản xuất thép, xi măng, điện. Khu vực này cũng bị ảnh hưởng một phần của điều kiện khí tượng bất lợi vào mùa đông, làm cho chất ô nhiễm không khí không khuếch tán được. Top 5 tỉnh thành phố ô nhiễm nhất được ghi nhận là Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình và Hà Nội. Thưa quý vị, năm 2020 đã qua đi, một năm với rất nhiều sự kiện và cũng nhiều mất mát đau thương. Năm vừa qua là năm thiên tai hoành hành, gây nên những thiệt hại nghiêm trọng cả về con người và vật chất, là một năm khiến chúng ta hơn bao giờ hết cần phải nhìn nhận lại sâu sắc hơn về những biến động của môi trường, của khí hậu đang diễn biến phức tạp từng ngày. Năm 2020 ghi nhận nhiều diễn biến thiên tai rất bất thường, cực đoan xảy ra trên nhiều vùng miền của cả nước. Trong năm đã xảy ra 16 loại hình thiên tai, trong đó có 13 cơn bão trên Biển Đông, 264 trận dông lốc, mưa lớn trên 49 tỉnh, thành phố. Đỉnh điểm là đợt mưa lũ lớn lịch sử từ ngày 6 đến ngày 22 tháng 10 đã gây thiệt hại lớn tại khu vực Trung Bộ,
nhất là tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng, sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đê biển cũng xảy ra trên diện rộng tại đồng bằng sông Cửu Long. Ước tính thiên tai tại Việt Nam đã làm chết và mất tích trên 300 người, thiệt hại về kinh tế từ 1 đến 1,5% GDP. Nỗ lực giảm thiểu hệ quả tác động từ thiên tai là việc làm cấp bách để ổn định kinh tế xã hội và là nhiệm vụ quan trọng mà các cấp, các ngành cần thực hiện quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa. Nói đến những điều cần thực hiện nhằm giảm thiểu tác động từ thiên tai, thì một trong những điều rất quan trọng là công tác dự báo và phòng tránh. Thực tế đã cho thấy dự báo sớm và phòng tránh sẽ có hiệu quả hơn nhiều lần so với việc khắc phục hậu quả mà thiên tai gây nên. Nhìn lại năm qua, có thể cảm nhận được sức tàn phá khủng khiếp của thiên tai, sự khốc liệt, cực đoan và bất thường của thời tiết đang ngày càng không tuân theo quy luật. Theo thống kê của Tổng cục Phòng chống thiên tai, trong năm qua, thiên tai diễn biến phức tạp đã làm gần 290 người chết, 65 người mất tích và 876 người bị thương. Hơn 333.000 nhà bị hư hại, tốc mái, buộc phải di rời khẩn cấp. Ngoài ra, các loại hình thiên tai cũng làm thiệt hại gần 197.000 hecta lúa và hoa màu, gần 52.000 con gia súc và hơn 4,11 triệu con gia cầm chết. Hàng nghìn km đê kè, kênh mương, bờ sông, bờ biển được giao thông bị sạt lở hư hỏng. Ước tính thiệt hại về kinh tế lên đến hơn 35.181 tỷ đồng. Thực tế tổn thất gây ra bởi các trận thiên tai điển hình gần đây đang đặt ra những thách thức lớn đối với công tác phòng chống thiên tai. Những nỗ lực to lớn của quốc gia vẫn chưa đáp ứng được với sự gia tăng rủi ro do hệ quả của sự gia tăng dân số, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và tác động cực đoan của thiên tai và biến đổi khí hậu. Vì vậy, một trong các nhiệm vụ, giải pháp trong 6 trọng tâm mà các văn kiện trình Đại hội 13 đã đề ra là xây dựng hệ thống luật pháp, chính sách và cơ chế giám sát tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu, dự báo, cảnh báo thiên tai, ô nhiễm và thảm họa môi trường dịch bệnh. Để quản lý và giảm nhẹ thiên tai, cần sự vào cuộc của toàn hệ thống, các cấp chính quyền một cách quyết liệt và phải thực hiện nghiêm phương châm bốn tại chỗ. Bên cạnh đó, chúng ta phải có giải pháp chính sách và luật pháp là nền tảng cơ bản, phát triển nguồn lực nhân lực có chất lượng và ứng dụng khoa công nghệ, nhất là công nghệ thông tin địa không gian, phục vụ công tác quản trị, điều hành, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao độ tin cậy và dịch vụ cảnh báo sớm thiên tai ở tất cả các cấp. Các ngành có chức năng như là quân đội, công an, các cơ quan phòng chống thiên tai khác từ trung ương đến địa phương sẵn sàng có phương án hỗ trợ cho địa phương và nhân dân các vùng bão và lũ để mà đảm bảo, góp phần bảo đảm bảo tính mạng của nhân dân. Vậy chúng ta hạn chế tối đa. Và muốn như vậy thì công tác chuẩn bị, công tác đề cao cảnh giác, quán triệt cái tinh thần mà nguy hiểm đến từng cấp ủy chính quyền rất quan trọng. Thì tôi tin rằng là Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương với trách nhiệm của mình và với chuyên môn của mình thường xuyên liên hệ với các đài và kiểm tra các cái phương tiện khoa học khác để đưa ra những nhận định chính xác, kịp thời. Trong những năm qua, ngành khí tượng thủy văn đã có nhiều hoạt động đầu tư nâng cấp hệ thống quan trắc, qua đó giúp nâng cao năng lực dự báo cảnh báo sớm. Ngành khí tượng Việt Nam đã trải qua hơn 100 năm hoạt động và phát triển với nhiều cống hiến quan trọng cho đất nước, cùng nỗ lực không mệt mỏi của các nhà khoa học, nhà quản lý, những hiện tượng thời tiết, đặc biệt là thời tiết cực đoan đã được dự báo cảnh báo tương đối kịp thời. Không chỉ cung cấp các thông tin cảnh báo dự báo tới các địa phương để chính quyền các cấp và các ban chỉ đạo có thể kịp thời có những biện pháp phòng chống thiên tai, mà từ năm 2021, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã bước đầu triển khai cung cấp các thông tin này qua ứng dụng riêng về dự báo thời tiết, cũng như các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo để người dân có thể nhanh chóng tiếp cận thông tin và chủ động ứng phó. Tất cả các cái nguồn thông tin mà chúng tôi đang đăng tải trên app thời tiết của Tổng cục Khí tượng Thủy văn đều là các cái nguồn tin chính thống, bao gồm cả số liệu quan trắc, số liệu dự báo và các bản tin cảnh báo, cũng như các cái thông tin về thiên tai, về cảnh báo thời tiết nguy hiểm như là bão áp thấp nhiệt đới hay là dông lốc thì đều là có cái nguồn tin chính là từ Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Cái đặc điểm thứ hai thì là hiện nay là trong cái app này chúng tôi cung cấp các cái thông tin cảnh báo thiên tai theo địa điểm, theo vị trí. Tức là gì? Là khi mà người dùng quan tâm đến một vị trí nào đó, một thành phố nào đó hoặc là vị trí hiện tại của người dùng thì bất cứ khi nào có cái thiên tai tại tỉnh thành đó thì lập tức là người dùng sẽ nhận được cái thông tin cảnh báo ngay lập tức thông qua cái app này.
Với phiên bản mở đầu, dữ liệu quan trắc thời tiết đã cập nhật 3 giờ một lần, thông tin dự báo 7 ngày cho 63 tỉnh thành trên cả nước và được cập nhật hàng ngày. Cũng trong năm 2021, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ nâng cấp số liệu quan trắc cập nhật lên 1 giờ một lần, thông tin dự báo 7 ngày cho địa điểm bất kỳ và được cập nhật liên tục hàng giờ. Bên cạnh đó, nâng cấp số liệu radar, vệ tinh, định vị sét, số liệu mô hình dự báo, cung cấp thông tin kiến thức khí tượng thủy văn, dự báo dài hạn, video thời tiết, thông tin phục vụ các chuyên ngành, lĩnh vực khác nhau, tích hợp qua Facebook, Zalo và app thời tiết. Khác với các app điện thoại khác là có thể sử dụng các số liệu mô hình để tức là dự báo khách quan của mô hình để đưa vào các thông tin hiện trạng, thông tin dự báo thì chúng tôi chỉ sử dụng các cái thông tin quan trắc cho hiện trạng và dự báo từ các cái dự báo của dự báo viên có điều chỉnh và có quyết định của dự báo viên, có can thiệp của dự báo viên chứ không dùng trực tiếp các cái số liệu dự báo của mô hình khách quan, cho nên là độ chính xác nó sẽ cao hơn so với cả việc là sử dụng các cái mô hình khách quan, mô hình tự động. Thiên tai do biến đổi khí hậu nếu không được dự báo kịp thời sẽ gây nên hậu quả khôn lường và đe dọa đến tính mạng cũng như tài sản của người dân. Vì vậy, để giảm thiểu hệ quả do tác động của thiên tai thì rất cần có sự nỗ lực của nhiều ngành, nhiều địa phương với mục đích cao nhất là có thể giảm nhẹ hệ quả do thiên tai. Tôi yêu cầu các cấp các ngành quán triệt cái tinh thần chỉ đạo của chính phủ, các địa phương cả nước, các cơ quan có liên quan, đặc biệt là ban chỉ đạo phòng chống ở Trung ương, ủy ban tìm kiếm cứu nạn, các cấp các ngành, trước hết là công an, quân đội, ủy ban phòng chống thiên tai và các đơn vị có liên quan, đều phải có phương án cụ thể để giải quyết tốt nhất, phục vụ cho các địa phương, cho người dân, giảm thiểu thiệt hại. Với cường độ thiên tai lớn như ở Việt Nam thì phương châm chủ động phòng chống tại chỗ giúp kịp thời hạn chế những thiệt hại về người và của cho nhân dân. Nỗ lực của các địa phương hay các cơ quan chức năng là không đủ, bởi kinh nghiệm ứng phó với thiên tai cho thấy sự chủ động sẽ tỷ lệ nghịch với thiệt hại phải gánh chịu. Vì vậy, công tác tập huấn, nâng cao nhận thức cho người dân cũng được nhiều địa phương chú trọng triển khai. Đài nó thông báo thì mình là chuẩn bị đồ đạc, tập kết lại một chỗ nào khi có lệnh khẩn cấp thì chúng ta sẽ đem đến nơi tập kết và đồng thời cái đó là đỡ cho những người có trách nhiệm và đồng thời cái đội của cứu hộ cứu nạn á thì sẽ di dời mình đi cho nó kịp thời, cho đó chừng đó rồi mình ra không kịp thì nó sẽ xảy ra tình trạng xấu cho mình. Tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ em chiếm gần 1/3 dân số, cường độ thiên tai cao hơn và biến đổi khí hậu đang có những tác động mạnh ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em. Trẻ em luôn là nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thiên tai do tính dễ bị tổn thương về thể chất và tâm lý xã hội. Chính vì vậy, trong những năm qua, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP đã triển khai chiến dịch Trường học của Sơn Tinh kết hợp với các chương trình giáo dục, tập huấn về sóng thần và thiên tai, cũng như các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho các em nhỏ. Chiến dịch được triển khai bởi Tổng cục Phòng chống thiên tai Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản. Công tác phòng chống thảm họa thiên tai trong các trường học là rất quan trọng bởi nó sẽ cung cấp cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết để đối phó với thiên tai và tự bảo vệ bản thân. Ngoài ra, mỗi học sinh sẽ là một người làm truyền thông tích cực, góp phần nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai ở nhà, tại trường học và trong cộng đồng. Phòng chống thiên tai, giảm hệ quả từ thiên tai rõ ràng không phải là câu chuyện của một địa phương hay một quốc gia, mà nó là vấn đề toàn cầu, đòi hỏi sự nỗ lực và đóng góp của các nước trên thế giới cùng hướng đến mục tiêu chung ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế khí nhà kính để làm chậm, giảm nhẹ tiến trình của biến đổi khí hậu. Những cái hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu đã được phản ánh vào trong luật bảo vệ môi trường vừa được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020. Trong đó thì đã đề cập đến cái việc nghĩa vụ chúng ta thực hiện thỏa thuận Paris, trách nhiệm của các bộ ngành địa phương cũng như các doanh nghiệp, các cái cá nhân sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam trong việc thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và rủi ro trước những tác động của biến đổi khí hậu thông qua việc tăng cường khả năng chống chịu, năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái, thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược và quy hoạch.
Để chủ động giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, các bộ ngành và địa phương cần tiếp tục triển khai nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp tại chỉ thị số 42 CTTW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống thiên tai. Theo đó, rà soát đánh giá tác động, ảnh hưởng toàn diện của thiên tai, nhất là bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất đến tất cả các vùng miền trong cả nước để lồng ghép điều chỉnh chiến lược quy hoạch, kế hoạch, xây dựng các kịch bản phòng ngừa, ứng phó phù hợp theo hướng kết hợp đa mục tiêu, từ đó ban hành các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể để xây dựng các thiết chế hạ tầng như đường giao thông, các công sở, nhà ở bảo đảm phù hợp, an toàn trước thiên tai. Mặt khác, ngành khí tượng thủy văn cũng cần nâng cao hơn nữa chất lượng dự báo cảnh báo, giám sát thiên tai bảo đảm kịp thời, chính xác hơn, phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó hiệu quả, xã hội hóa các nguồn lực. Thiên tai bất thường chính là minh chứng rõ nét cho biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên khốc liệt trên toàn cầu. Có rất nhiều cách thức mô hình thích ứng giảm thiểu sự gia tăng của biến đổi khí hậu tại nhiều quốc gia trên thế giới. Và một phương thức hiệu quả chính là gia tăng diện tích mảng xanh của rừng. Và ở Tây Nam nước Anh thì có một khu rừng đặc biệt được hình thành. Đó là một khu rừng với mô hình trồng cây hướng đến tương lai bền vững hơn cho con người. Đó là bởi khu rừng này bao gồm 500 loài cây ăn quả, cây lấy hạt, không chỉ giúp bao phủ đất trống, gia tăng mảng xanh chống xói mòn, mà còn cung cấp nguồn lương thực ổn định. Hãy cùng chúng tôi khám phá khu rừng này trong chuyên mục Sống Xanh ngay sau đây. Nếu một vùng đất trong điều kiện khí hậu ôn hòa và không bị tác động đến, nó chắc chắn sẽ dần biến thành một khu rừng. Rất nhiều những sinh vật của thiên nhiên sẽ biến vùng đất đó thành một hệ sinh thái cân bằng và bền vững. Đó được coi là sự kế thừa. Và ở phía Tây Nam nước Anh, một khu rừng không bình thường đang dần được phát triển. Các loài cây lấy hạt, cây ăn quả, cây bụi, cây rau lâu năm đều được trồng và chăm sóc theo cách thức phát triển của một khu rừng tự nhiên. Khu rừng tự như một khu vườn khổng lồ này là công sức cả cuộc đời của ông Martin Crawford, một người làm vườn đặc biệt. Người đã trồng 500 cây có thể ăn được trong khi chỉ mất vài giờ chăm sóc mỗi tháng. Những gì chúng ta nghĩ là bình thường trong sản xuất lương thực thì nó lại chẳng hề bình thường chút nào. Cây thu hoạch theo năm rất hiếm có trong tự nhiên, trong khi hầu hết những cây mà chúng ta canh tác là loài cho sản lượng theo năm. Đó chính là sự bất thường. Điều bình thường phải là những gì theo quy luật của rừng hoặc một nửa như hệ thống phát triển của rừng. Trồng những loài cây thực phẩm theo mô hình rừng là cách trồng theo xu hướng điều hòa khí hậu với 7 tầng cây khác nhau, bao gồm cây cao, cây nhỏ hơn, cây bụi, cây lâu năm, thảm thực vật, cây lấy củ và cây leo. Trong đó bao gồm cả những loài cây hữu dụng như cây ăn quả với nhiều vụ quanh năm, cây lấy hạt, cây dược liệu, cây lấy gỗ để ta có thể trồng thêm một số loài sống nhờ thân gỗ như nấm. Cũng sẽ có một số loài chỉ để bổ trợ cho hệ thống thực vật trong khu rừng, như những loại cây tăng cường lọc không khí, tích tụ khoáng chất hay những loại cây thu hút côn trùng. Vườn kiểu rừng như vậy là một nơi rất tuyệt vời bởi sự sắp đặt trong chuồng trọt là rất nhỏ và nó tạo cảm giác rất thiên nhiên, giống như chúng ta được ở trong một khu rừng nguyên sinh chứ không phải một khu vườn trồng. Hẳn bạn sẽ choáng ngợp khi thấy có quá nhiều loại cây. Sẽ không việc gì phải dừng lại bởi không cần phải biết tất cả, chỉ cần bắt tay vào thực hiện. Trồng cây, mọi thứ đều bắt đầu từ đó. Không chỉ sự gia tăng nhiệt độ làm ảnh hưởng đến các loài cây, mà có rất nhiều mối nguy như bão, mưa lớn, gió to hay mưa đá, hạn hán. Dù có hình thái thời tiết như thế nào đi nữa, thì phần lớn cây của bạn vẫn có thể sinh trưởng. Có thể một số cây sẽ chết, nhưng một số cây sẽ phát triển tốt hơn. Trong tương lai, điều đó rất quan trọng bởi chúng ta không thể biết chắc điều gì sẽ xảy ra với khí hậu. Chính vì vậy, khi chúng ta xây dựng được một hệ thống thực vật đa dạng, thì khả năng phục hồi sẽ càng cao. Những hình ảnh về khu rừng đặc biệt vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình Môi trường và Tài nguyên kỳ sau.